Mình cũng bắt đầu cô chú chị và các bạn đến kênh Minh Trân nha, miền Tây TV. Thì hôm nay là trời ở ngoài này cũng nhắn mưa nè, mình là sửa chữa tiếp trong nhà nha cả nhà. Đang đập dở trong đó đựng mà sửa chữa trong đó, để đang đục cái vách tường chỗ còn thờ làm cho thông thoáng á, lấy mua đóng cát xi măng để quay lại sửa chữa, tiếp tục sửa chữa. Thì đây lúc trước nó hơi ấy một chút xíu, bây giờ mình đục ra để mình sửa lại cho nó thoáng cái chỗ phường cho nó thông thoáng nha cả nhà. Thì em nó đục thì mình cũng nghe nó không rõ nha, mong cả nhà thông cảm. Quá mưa. Mưa nè. Hết biết là mưa luôn nha cả nhà. Ở ngoài mình làm không được nên mình trong đó có nhiều cái tủ nên mình không có dùng búa đập được, nên mình phải dùng cái máy đục cho nó từ từ để nó bể như lần lần ra. Tường này giờ mình đã xử lý rồi, mình tô lại rồi chắc bột ngang nữa nha cô chú anh chị và các bạn xem là mình đã vệ sinh sạch sẽ để mình cho nó thông thoáng cái chỗ mà mình thờ á. Thì chủ nhà người ta đã kêu mình làm cho nó chống về dặm giá lại chắc bột rồi chuẩn bị sơn và chút xíu nữa là sơn mình quét đi Nhật. Nhà sẽ sơn hết trơn toàn bộ là cái phòng khách này trong ngoài luôn. Đây mình cũng mới vệ sinh này. Vệ sinh sủi ba cái sơn cũ ra bị bong chốc á, thì mình sẽ đi một lớp sơn lót rồi mình sơn lại sơn màu nha. Này chỉ chữa cháy thôi chứ còn nếu mà làm cho nó ngon á thì phải chắc bột rồi lại hết. Nhưng mà cái này cái do là cái chân nó bị thấm nước á, không thể nào mình chắc bột được nha. Chắc bột vô là nhiều chừng nào là nó dễ bung lớp sơn mình chừng đấy. Trên luôn chưa? Quơ trên luôn chưa? Quơ nhá mà có quơ chỗ lại không? Quét chỗ lại nhá cho nó sạch luôn.